Hôm trước bên shop mình có làm video phân biệt 3 loại kem Clorbetamil giả, rất chi tiết, bạn có thể xem lại cách nhận biết 3 loại kem giả, theo link bên dưới phần mô tả video này nhé. Video này mình sẽ chỉ cho bạn biết thêm 2 loại kem giả mới nhất trên thị trường. Bạn nhớ xem kỹ để biết cách phân biệt nhé. Bạn nhớ đăng ký kênh của shop để không bỏ lỡ thông tin về những sản phẩm mới đang cực kỳ hot trên thị trường. Và để không bị lừa mất tiền mua phải hàng giả nhái, bạn hãy xem cách phân biệt hàng thật giả, cũng như cập nhật mẫu mới nhất ở link bên dưới video này. Bạn cần mua hàng chính hãng 100% hay cần tư vấn xem sản phẩm này có phù hợp với bạn không thì nhắn qua số Zalo bên dưới để được nhân viên hỗ trợ nhiệt tình cho bạn nhé. Ở loại hàng giả này, cũng không thể phân biệt được hàng thật giả nếu chỉ nhìn từ bên ngoài vỏ hộp, mọi thứ quá giống nhau cả màu sắc và kiểu chữ. Nó khác nhau chỉ một chỗ chữ in bên cạnh mã QR này, của hàng giả bên phải chữ được in nhỏ hơn. Chỗ chữ in ngày tháng hạn sử dụng và ngày sản xuất bên hông hộp kem, thì của hàng giả nhỏ và mỏng hơn nhiều so với hàng thật. Sau khi bóc hộp kem ra thì bạn có thể phân biệt sự khác nhau ở những điểm này. Hai cái tem dán trên cục xà phòng cam này khác nhau. Nghiêng dưới ánh sáng thì bạn sẽ thấy được sự khác nhau hoàn toàn. Ở hộp kem đêm, chữ của hộp kem giả bên phải có màu xanh nhạt hơn và nhỏ hơn hàng thật bên trái. Ở hộp kem ngày cũng vậy, bạn sẽ thấy kem giả bên trái có màu xanh nhạt hơn, kiểu chữ mỏng hơn hẳn hàng thật. Chất kem bên trong của hộp kem ngày bạn hãy để ý chỗ này. Khi mình nghiêng hộp kem qua lại, bạn sẽ thấy nước bị tách ra và chảy qua chảy lại. Kem giả để một thời gian ngắn nó sẽ tách nước ra giống như thế này, bạn chỉ cần nghiêng là thấy được. Bạn cũng sẽ thấy kem thật mịn màng và có màu hơi ngà ngà vàng, còn kem giả thì chất kem thô và có màu trắng tinh. Khi bôi lên da thì kem giả khó tán, tán lâu thật lâu mới thấm vào da được, chưa kể cảm giác bết rít giống như kem trộn, có thể để lại những bợt bợt trắng trên da. Ở loại hàng giả thứ 5 này cũng không thể phân biệt được nếu nhìn từ bên ngoài vỏ hộp. Chỗ in ngày tháng sản xuất và hạn sử dụng của hàng giả kiểu chữ khác và mỏng hơn, chứ không đậm như hàng thật bên trái. Chữ của hàng giả bên cạnh mã QR này cũng được in nhỏ hơn. Giống như kem giả trước đó, tem dán trên cục xà phòng cam này cũng khác nhau hoàn toàn. Màu sắc trên nắp kem đêm hay kiểu chữ cũng chỉ khác nhau chút ít, phải có hai hộp kem thật giả trên tay thì mới phân biệt được. Màu sắc và kiểu chữ trên hộp kem ban ngày thì có sự khác nhau rõ ràng hơn, chữ kem giả có màu xanh nhạt hơn. Ở hộp kem ban đêm, bạn sẽ thấy được chất kem của kem giả bên trái có màu tối hơn so với kem thật. Khi thoa lên da thì khó thoa lắm, tán rất lâu nó mới thấm vào da được. Còn ở hộp kem ngày, màu của kem giả này đậm hơn hàng thật ở bên phải, kem này có mùi nồng chứ không hề có mùi thơm giống như kem thật. Nhìn qua cũng thấy chất kem không được mịn màng nữa. Khi mua bạn nhớ chọn chỗ uy tín để mua hàng chính hãng nhé. Bên mình cũng bán kem này, cam kết bán hàng chính hãng 100%. Đã có rất nhiều người mua phải hàng giả về xài hư hết cả da mặt, nên mong bạn xem kỹ video này để không bị lừa mua phải hàng giả nhé. Bạn cần tư vấn thì nhắn tin qua Zalo bên dưới để được nhân viên shop mình tư vấn cho bạn kỹ hơn nhé.